Giữa nghi án tái hợp, Hồ Quang Hiếu lên tiếng, chuyện tình cảm khiến ai cũng đau lòng. Khi yêu bất cứ ai cũng đặt kỳ vọng, bản thân tôi cũng từng vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc. Nhưng tới đoạn đường này mọi thứ không còn như ý muốn mình phải chấp nhận. Tôi tự nhủ lòng phải sống thực tế hơn, anh nói. Không giao du với người trong giới nghệ thuật, việc Hồ Quang Hiếu không còn làm việc hăng say và chạy show liên tục thời gian qua, khiến không ít người đặt câu hỏi phải chăng anh đang chán nghề. Thời gian qua tôi thu mình trong nghệ thuật, một phần vì lý do thị trường bão hòa, phần khác tôi muốn tập trung vào công việc kinh doanh. Rõ ràng ai cũng biết nghề ca hát không bao giờ ổn định. Bản thân tôi phải tranh thủ lúc còn tên tuổi sức khỏe để tạo dựng công việc gì đó lâu dài có nguồn thu đều đặn. Trước đây tôi chạy show liên tục không dám nghỉ vì lúc đó ca hát là nghề để mưu sinh. Khi ra mắt ca khúc mới tôi hay suy nghĩ sản phẩm đó có được khán giả đón nhận hay không, có làm được điều khán giả mong muốn hay không. Nhưng hiện tại tôi không còn quan trọng chuyện đó nữa. Bây giờ tôi xem nghệ thuật như một sở thích và muốn dành thời gian cho gia đình, bạn bè, người yêu nhiều hơn. Hồ Quang Hiếu tập trung vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản thời gian qua. Nhiều nghệ sĩ ồ ạt làm live show MV để hâm nóng tên tuổi và đánh dấu sự nghiệp. Anh hát cũng gần 10 năm, nhưng đến giờ vẫn chưa có một sản phẩm đủ hoành tráng để khẳng định tên tuổi. Vì sao vậy? Thời điểm này, thị trường nghệ thuật đang bão hòa. Nghệ sĩ làm sản phẩm phải vất vả vài trăm đến vài tỷ. Trong khi chẳng thu lợi được nhiều, nếu thành công còn có thể vớt vát chút danh tiếng, còn nếu không được đón nhận, số tiền đó xem như đổ sông đổ biển. Đổi lại, nếu trong kinh doanh, tôi bỏ một số tiền nhất định, cho dù là lỗ lãi thì ít ra mình vẫn nắm được tài sản trong tay, có thể tái đầu tư và thậm chí đúng thời điểm có thể tăng cấp nhiều lần. Nhiều bạn trẻ chỉ mới vào nghề được 1-2 năm đã chi vài tỷ cho sản phẩm nghệ thuật. Thứ nhất, vì các bạn giàu, điều kiện gia đình các bạn cho phép các bạn thoải mái làm nghề. Thứ hai, các bạn có tuổi trẻ để có thể bay nhảy khám phá. Còn với tôi, không thể đặt cược hết vào một ván bài như thế. Sau lưng tôi còn có gia đình người thân, trong khi bản thân công việc nghệ thuật cũng không phải là ổn định. Đó là lý do tôi luôn bị chê nhạt nhòa, dù thâm niên và số lượng bài hit đã hơn rất nhiều người. Hồ Quang Hiếu vẫn là tên tuổi hút khán giả trong showbiz, đặc biệt ở thị trường tỉnh, chứng minh anh thuộc top ca sĩ đứng đầu với cát-xê rất cao. Những suy nghĩ này của anh có vẻ bi quan. Tôi quan niệm nghệ thuật là sự phủ phàng không riêng gì mình mà bất cứ ai cũng thế. Cho dù bạn là danh ca hay ca sĩ giải trí hàng đầu rồi, cũng sẽ trở về con số 0 sau những năm tháng huy hoàng. Quan niệm đó khiến tôi đủ tỉnh táo trong quá trình làm nghề. Khi bản thân trông đợi quá nhiều vào một điều gì đó nhưng lại không đạt được, rất dễ bị ảnh hưởng đến tâm lý, dẫn đến chai sạn cảm xúc. Mà khác, tôi cũng không phải người quá tham vọng. Có được vị trí hiện tại, tất cả với tôi mà nói đã đủ đầy. Cách xem một ngày hát của tôi đã bằng mấy tháng lương của người làm việc bình thường. Như thế tôi còn cầu mong gì hơn nữa. Tôi bao giờ cũng trong tâm thế sẵn sàng nghĩ đến ngày mình giải nghệ. Có thể hôm nay ngồi đây, qua ngày mai mọi người không còn thấy tôi nữa thì sao? Mọi chuyện đều không ai đoán được. Kể cả trường hợp xấu nhất là khán giả, người hâm mộ có quay lưng, tôi cũng không hờn trách, vì cả tuổi thanh xuân họ đã gắn liền với những kỷ niệm của mình. Ở tuổi 32, Hồ Quang Hiếu thừa nhận không mấy mặn mà với sự hào nhoáng của showbiz. Anh muốn xây dựng một cuộc sống gia đình ổn định. Bảo Anh, tôi vẫn chưa yêu ai. Hơn một năm kể từ thời điểm chia tay Bảo Anh, chuyện tình giữa anh và cô ấy vẫn luôn được nhắc đến trên khắp các mặt báo và mạng xã hội. Là người trong cuộc, anh nói gì về điều này? Người làm nghệ thuật kỵ nói về tình yêu trên truyền thông. Đã có nhiều cặp đôi đổ vỡ sau khi công khai, được công chúng quan tâm. Tôi sợ những thông tin tan hợp hợp tan trên mặt báo. Câu chuyện với Bảo Anh tôi cho là sự nuối tiếc với chính mình và tình cảm của cả hai. Để lựa chọn đi đến quyết định này, cả hai đã buồn và tổn thương rất nhiều. Tôi lẫn Bảo Anh đều xác định duyên chúng tôi đi đến đó, cả hai sau đó phải bước tiếp và không có nhau. Đổi lại giờ đây chúng tôi có thêm một người tri kỷ. Tôi nghĩ đó cũng là một kết cục đẹp và may mắn cho mối quan hệ cả hai. Nhiều người vẫn bảo từ bạn chuyển sang yêu thì dễ, nhưng từ yêu chuyển làm bạn rất khó. Việc cả hai tuyên bố làm bạn nhưng sau đó vẫn xuất hiện bên nhau, phải chăng vẫn còn vương vấn? Tôi không nghĩ như vậy, ít nhất với Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh, chúng tôi không đặt nặng vấn đề hay phải đắn đo suy nghĩ trong các mối quan hệ. Nếu bản thân mình xác định đối phương là bạn sẽ là bạn, còn yêu là yêu, tất cả do cảm xúc và quyết tâm của mỗi người. Bây giờ tôi với Bảo Anh chỉ như hai người bạn, mà đã là bạn bè, việc đi ăn với nhau, du lịch cùng nhau và chụp đôi ba tấm ảnh chung không phải là vấn đề gì to tát. Những lúc tôi buồn, tôi tìm Bảo Anh tâm sự. Đổi lại những lúc công việc gặp trục trặc, chính Bảo Anh cũng chủ động liên hệ. Cả hai hẹn một chỗ nào đó và ngồi lê la tám chuyện. Tôi nghĩ bên cạnh những người bạn trai thân thiết, tôi khó tìm được một người hiểu và hợp mình như Bảo Anh. Những mối tình đi qua dù buồn hay vui cũng cho mình những kinh nghiệm. Anh từng trải qua nhiều cuộc tình. Vậy nên tôi đang tò mò muốn biết mối tình sắp tới Hồ Quang Hiếu sẽ chờ đợi hay mong muốn gì ở cô gái mình thương.
Tôi may mắn vì ba cuộc tình đã trải qua trong đời đều gặp người tốt. Cô gái đầu tiên quen khi còn nghèo, lúc đó tôi còn đi học. Cô gái thứ hai quen lúc mới đi hát và cô gái thứ ba là Bảo Anh. Trong tình yêu không ai hoàn hảo cả. Qua từng người phụ nữ mình rút ra cho bản thân nhiều bài học. Tôi không quan trọng chuyện yêu người trong showbiz hay người bình thường. Quan trọng là cảm xúc và đối phương có muốn cùng mình đi tiếp chặng đường đời hay không. Có thời điểm tôi nghĩ rằng hay mình không kết hôn nữa, cứ chờ đến khoa học để có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tôi muốn có gia đình nhỏ, muốn có con nhưng lại không muốn cưới ai. Con gái Long Nhật lên tiếng khi bố vướng nghi án chuyển giới. Bất cứ việc gì cũng đều có lý do. Ngay cả người thân của nam nghệ sĩ cũng hoang mang và mệt mỏi trước những lời bàn tán của công chúng về sự việc lần này. Con gái Long Nhật khẳng định, dù ở trường hợp nào đi chăng nữa, thì cô vẫn ủng hộ hết lòng quyết định của ba mình. Những ngày gần đây, khán giả đang khá tò mò khi thấy nam ca sĩ Long Nhật chia sẻ nhiều hình ảnh của mình tại bệnh viện thẩm mỹ. Theo đó, gương mặt anh cũng được mang khẩu trang kín mít. Tuy nhiên, anh không hé lộ việc mình ở tại những địa điểm này để làm gì, mà chỉ ấp mở. Mình thích thì mình làm thôi, lột xác, điều gì đến cũng phải đến. Bên cạnh đó, rất nhiều khán giả cũng như đồng nghiệp, nghệ sĩ Minh Nhí, Phi Thanh Vân, Đoàn Minh Tài đặt nhiều câu hỏi, phải chăng anh quyết định đi chuyển giới, tìm lại chính mình. Đồng thời, họ vừa lo sợ, nhưng cũng ủng hộ mong muốn của nam ca sĩ. Mới đây nhất, khi trò chuyện với người thân, mà cụ thể là con gái Long Nhật, Trúc Chi cũng không rõ thật hư sự việc này như thế nào. Cụ thể chia sẻ trên báo, cô cho hay, mấy ngày nay báo chí và những người quen biết rất ồn ào về thông tin ba Nhật chuyển giới. Bản thân tôi cũng khá hoang mang mệt mỏi khi nhận được nhiều câu hỏi xung quanh chuyện riêng của ba Nhật. Nhưng thú thật, chính tôi cũng không biết thật hư sự việc như thế nào. Tính ba Nhật xưa nay vẫn thế, dù rất yêu thương, quý mến mọi người, nhưng những chuyện về cuộc sống riêng của ba thì ba lại giữ cho riêng mình. Có bất cứ chuyện gì ba cũng tự làm tự chịu, chứ ít khi chịu chia sẻ hay nhận sự giúp đỡ động viên từ những người xung quanh. Nhưng dù có như thế nào, tôi cũng vẫn tin tưởng rằng ba làm bất cứ việc gì cũng đều có lý do hợp lý. Tôi luôn thương và ủng hộ mọi quyết định của ba. Trúc Chi cũng khẳng định mình không quan tâm đến những tin đồn giới tính của ba bấy lâu nay. Ai cũng mong muốn được sống đúng với giới tính sở thích của mình và những điều này cần được ủng hộ. Tuy nhiên, chuyện khán giả lo lắng cho Long Nhật cũng là điều dễ hiểu bởi độ tuổi của anh không còn trẻ để có thể đối diện với những ca phẫu thuật nguy hiểm đến thế. Dẫu vậy, mọi người vẫn rất mong ngóng để biết điều anh đang thực hiện là gì. Vũ Khắc Tiệp và pha té ngã để đời trên sân khấu kết xô đêm hội chân dài cuối cùng. Đêm hội chân dài 12 cuối cùng không may xảy ra với ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Khi chào kết sự kiện, ông bầu bước hụt chân và té ngã từ trên sân khấu xuống đất. Vũ Khắc Tiệp đã có một pha chào kết để đời ở show đêm hội chân dài cuối cùng diễn ra ở Singapore. Vừa qua ngày 9 tháng 3 tại đất nước vạn đảo Singapore, đêm hội chân dài 12 của ông bầu Vũ Khắc Tiệp chính thức được diễn ra. Tất cả chi phí ăn ở đi lại của các sao Việt đều do đích thân ông trùm chân dài chuẩn bị. Có mặt trong sự kiện là dàn mỹ nhân nổi tiếng showbiz như Ngọc Trinh, Diệp Lâm Anh, Kỳ Duyên, Minh Triệu, Hà Kiều Anh đều tỏa sáng trong những bộ cánh đẹp mắt. Tuy nhiên, khi chương trình khép lại, ông bầu Vũ Khắc Tiệp đã lên sân khấu chào quan khách và vướng vào một sự cố bất ngờ. Cụ thể, ông bầu Vũ Khắc Tiệp bị hụt chân trên sân khấu và té bổ nhào về phía hàng ghế khán giả. Cú ngã mạnh khiến phần ngực của anh đập mạnh vào thành ghế. Dù bị đau, anh vẫn cố gắng gượng dậy để tiếp tục gửi lời cảm ơn đến những đồng nghiệp cũng như bạn bè đã góp mặt trong đêm hội cuối cùng này. Vũ Khắc Tiệp bước hụt chân và té ngã từ trên sân khấu xuống đất. Sau khi gửi lời cảm ơn tất cả những người anh em, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đã sát cánh cùng mình hơn chục năm qua, Vũ Khắc Tiệp mời mọi người bước lên sân khấu để cùng chụp ảnh lưu niệm. Không quan sát nên Vũ Khắc Tiệp bị hụt chân và té bổ nhào về phía hàng ghế khán giả. Cú ngã khá mạnh này khiến khách mời trong sự kiện khá lo lắng. Dù bị đau, anh vẫn cố gắng gượng dậy để tiếp tục gửi lời cảm ơn đến những vị khách đã bay sang để góp mặt trong đêm hội. Đêm hội chân dài cuối cùng của Vũ Khắc Tiệp diễn ra thành công tốt đẹp. Ngay sau đó, Vũ Khắc Tiệp phải nhập viện lúc nửa đêm để kiểm tra. Hiện tại, sức khỏe của anh đã ổn và không gặp bất kỳ vấn đề nào nghiêm trọng. Trên trang cá nhân, nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan cũng thông báo tình hình sức khỏe của Vũ Khắc Tiệp. Không sao, tuy rất đau và làm mọi người lo lắng. Trong 5 tiếng, khi bác sĩ thông báo bạn mình ổn định, cái kết cho đêm hội chân dài là một chương trình hoàn hảo tới từng centimet. Vũ Khắc Tiệp đã đi vào lịch sử showbiz vì tôi cam đoan rằng không ai làm được những điều đặc biệt tuyệt vời như bạn.
Đêm hội chân dài là một sự kiện lớn của ông bầu Vũ Khắc Tiệp được diễn ra 12 năm liên tiếp. Dù chương trình không còn tổ chức, nhưng hy vọng đây sẽ là một dư âm tốt đẹp trong lòng anh và những khán giả thân quen. Thủy Tiên nói gì về màn hội ngộ đặc biệt của Công Vinh và David Beckham? Thủy Tiên không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào khi chứng kiến khoảnh khắc hội ngộ của ông xã và David Beckham tại thành phố Hồ Chí Minh. Là cựu cầu thủ Việt Nam, Công Vinh đã có những khoảnh khắc đáng nhớ khi bắt tay và giao lưu cùng David Beckham. Vừa qua ngày 9 tháng 3 tại sân vận động quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh, cựu danh thủ bóng đá người Anh David Beckham đã có buổi giao lưu rất sôi nổi với gần 3.000 người hâm mộ Việt Nam về cuộc sống gia đình cũng như sự nghiệp của mình. Tại đây, David Beckham cũng gặp mặt hai cầu thủ Công Vinh và Duy Mạnh. Hiện tại, những hình ảnh này được đông đảo khán giả chia sẻ trên mạng xã hội và bày tỏ sự thích thú đặc biệt. Có thể nói David Beckham, Công Vinh, mỗi người đều ghi dấu tên tuổi với môn thể thao vua ở những thời điểm khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung là nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Không ít nhận xét từ người hâm mộ cho rằng, trong bức ảnh này, dù mỗi người đều sở hữu vẻ điển trai phong cách riêng biệt, nhưng không thể phủ nhận họ đều khiến nhiều người phải chú ý vì phong thái nổi bật, thái độ thân thiện gần gũi và giản dị với trang phục. Là hậu phương vững chắc của Công Vinh, Thủy Tiên không khỏi tự hào chồng mình là chân sút vàng của Việt Nam một thời đã cùng nhau giao lưu với nam cầu thủ thế giới David Beckham. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ gốc Kiên Giang đã chia sẻ lại hình ảnh của chồng và chân sút nổi tiếng thế giới. Thủy Tiên hào hứng viết, một người đàn ông làm mình lần đầu tiên biết trên thế giới này có một môn thể thao gọi là bóng đá. Thanh xuân mỏng manh dễ vỡ, thích ảnh vì ảnh quá đẹp trai. Nhưng hổng vì ảnh mà ưa nổi bóng đá, còn một người vì ảnh mà mắc nghiệp nặng với bóng đá. Vì yêu ảnh chứ bóng đá thì cũng hổng yêu nổi luôn, nghiệp rất nặng, thiệt tình. Thủy Tiên cho rằng dù chồng có đá bóng nhưng mình vẫn không thể hiểu hết những quy định về môn thể thao này. Chỉ yêu Công Vinh chứ không yêu bóng đá. Ngay sau khi chia sẻ, Thủy Tiên nhận nhiều lời bình luận của bạn bè cho rằng cô nghiệp. Nữ ca sĩ vui vẻ trả lời, em tới giờ cũng không hiểu việc vị là gì anh ơi. Nhạc nút nào em biết chứ cái kia thì thua. Trong showbiz, nhiều người hâm mộ ví cặp đôi Công Vinh Thủy Tiên giống như cặp đôi đình đám David Beckham và Victoria tại nước Anh. Đến nay, cặp vợ chồng này luôn khiến mọi người ngưỡng mộ vì tình cảm chân thành mà cả hai dành cho nhau. Giờ đây, nữ ca sĩ không chỉ đảm nhận vai trò là mẹ, là vợ và là hậu phương vững chắc cho Công Vinh sau những dự án